Karina. Trong 3 tháng vừa qua, Free Fire đã cập nhật rất nhiều loại vũ khí mới trong trò chơi. Đây là lúc chúng ta cùng nhìn lại và đánh giá những loại súng mới được bổ sung vào trong game trong những phiên bản vừa qua. Đầu tiên, hãy đến với khẩu súng lục M500, một trong những vũ khí rất được ưa chuộng ngay khi vừa ra mắt. M500 có sát thương tốt, đồng thời có sẵn lòng ngắm 2x, đem lại khả năng bắn xa. Ngoại trừ tốc độ bắn hơi chậm, tương đương khẩu lục bạc cũ, các chỉ số về sát thương, tầm bắn và độ chính xác của M500 hết sức ổn định. Bên cạnh đó, M500 có thể lắp được nòng súng tăng sát thương. Vì thế, không lạ khi các game thủ leo rank luôn cầm theo M500 phòng thân bên cạnh hai khẩu súng chính. MP40 là khẩu tiểu liên gần đây nhất được ra mắt và nhanh chóng được game thủ Free Fire ưa chuộng. MP40 có tốc độ bắn cực nhanh nên gây sát thương rất lớn, đồng thời có độ chính xác rất tốt. So với MP50 và UMP, MP40 có tốc độ dồn sát thương nhanh hơn và hiệu quả hơn trong các pha chiến đấu tầm gần. Tuy nhiên, MP40 có điểm yếu là chỉ có băng đạn 20 viên. Để cải thiện điểm yếu này, MP40 có thể lắp thêm băng đạn. Và trong phiên bản OB8, MP40 cũng có thể lắp thêm tay cầm để giảm độ giật của súng. Với những phụ kiện này, MP40 là lựa chọn hàng đầu của game thủ khi thi đấu ở các khu vực hẹp trong game. M79 là vũ khí đặc biệt xuất hiện ở cả thi đấu thường và đường đua tử thần. Là súng phóng lựu, sát thương của M79 là cực khủng, vừa gây sát thương lan, vừa có sức sát thương lớn. Tầm bắn của M79 cũng rất xa, tuy nhiên đạn sẽ bay theo đường cầu vồng nên người chơi cần tập luyện chăm chỉ để có thể sử dụng được vũ khí này. M79 không thể lắp thêm phụ kiện nào và dùng một loại đạn đặc biệt. Trong các giải đấu Free Fire, ít nhất một người trong squad luôn mang theo súng phóng lựu. Trong các pha dồn ép đối phương trong nhà, súng phóng lựu gây sát thương hiệu quả hơn so với việc ném lựu đạn. FAMAS là súng trường chiến đấu được bổ sung vào Free Fire trong phiên bản OB7. FAMAS mang đến một cách bắn mới cho người chơi Free Fire, đó là burst 3 viên đạn mỗi lần nhả đạn. Khẩu súng này có thể tạo ra sự lạ lẫm với người chơi lần đầu sử dụng. Cách chơi FAMAS hiệu quả đó chính là cố gắng headshot, bởi 3 viên đạn của súng này bay với tốc độ rất nhanh, có thể hạ gục đối thủ trước khi chúng kịp bơm máu. FAMAS có thể gắn được tất cả các phụ kiện của Free Fire. Vì thế, đây là một sự lựa chọn rất tốt cho người muốn thử cảm giác lạ. Nỏ, hay còn gọi là crossbow, là vũ khí mới nhất xuất hiện trong Free Fire. Không thể lắp bất kỳ phụ kiện nào, nhưng nỏ có những tính năng riêng mà không vũ khí nào có. Nội tại thứ nhất của nỏ là khả năng bỏ qua mũ và giáp của đối phương khi gây sát thương. Các mũi tên của nỏ xuyên qua hàng phòng thủ của đối phương và gây ra những cái chết bất ngờ. Bên cạnh đó, mỗi mũi tên của nỏ gây sát thương theo thời gian, khiến kẻ địch mất máu dần dần. Đây là một đặc điểm khó chịu của nỏ, khiến đối phương rất khó yên tâm ẩn nấp hồi máu. Nỏ cũng không gây tiếng động như khi bắn các loại súng khác, thích hợp với người chơi yêu thích ẩn nấp và ám sát. Nỏ có cách bắn tương đối khác so với các loại súng bắn tỉa trong game, vì thế bạn cần căn chỉnh thật kỹ cho mỗi phát bắn. Một khi đã thành thục với nỏ rồi, chắc chắn bạn sẽ sớm giành được top 1 một cách đơn giản và nhanh chóng. Và đó là tất cả những gì bạn cần biết về những loại vũ khí mới trong Free Fire gần đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video lần sau.